xin chào các bạn. Hôm nay chị em mình, đây là chị Bảy, sẽ ra shop An Nhơn. Ngày hết Tết đến rồi cho nên chị em sẽ dắt nhau ra ngoài shop cửa hàng quần áo để mà mua sắm. Mời các bạn hãy cùng theo chân mấy chị em mình để ra lựa chọn vài cái đầm nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ ha. Đây các bạn ơi, đây là ngã tư Phú Nhuận nha các bạn. Bây giờ mình đứng bên đây để mình chờ đèn đỏ rồi mình băng qua đường. Ở bên kia là một cái shop An Nhơn đó các bạn. Gió xuân tràn hòa làm tươi mát tâm hồn, ngất ngây trong lời ca câu hát đau thương. Đây là cái địa chỉ của cái shop nha các bạn, 353 ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong ha các bạn. Mình đã xin phép với cô chủ và mình sẽ quay chung quanh cho các bạn xem nha. Đây là những cái áo kiểu, còn ở phía trong là những cái áo đầm nha các bạn. Người ta treo cái giá ở phía trên cho mình biết luôn ha, người ta giảm bao nhiêu ha. Thí dụ như là 50% thì là bao nhiêu, mà 30% thì là bao nhiêu ha. Người ta để giá luôn á, mình có gì mình sẽ coi, là mình sẽ lựa là mình mặc thử luôn nha. Chúc non sông một mùa xuân mới vinh quang, đón xuân từng bừng từng nghe tiếng yêu đàn, nắng xuân diệu hiền rồi tan hết sầu đau, đầu năm hãy chúc mừng nhau hạnh phúc ấm no một nhà. Xuân về đây đầu năm chúc sĩ nông công cuồng lợi danh trên vùng cao, người chiến sĩ cho chan chiến công đồ bộ đẹp quá ha. 200. Bên đây là 200 là áo đầm nè. Ngất ngây trong lời ca câu hát đau thương, mùa xuân ơi xin đừng qua, trần gian không vui đầm đà. Ngất ngây trong lời ca câu hát đau thương, mùa xuân ơi xin đừng qua. Đây các bạn hãy nhìn thấy ha, toàn là những cái đầm của tuổi trung niên không hà, khoảng 40, 50, 60 đó. Mình phải ra đây để mà mình lựa cho mình một cái vừa đúng cái tuổi của mình ha các bạn. Mặt hàng nó cũng rất là đẹp và nhìn thấy sang trọng lắm. Các bạn hãy lựa cho mình một cái để mà mặc Tết đi ha. Thấy không, tuổi trung niên thì đa số toàn là đầm dài dài không à. Ở đây thì thiết kế rất là nhiều mẫu mã đẹp. Chị lựa đi. Một mình thử lần luôn. Rồi, áo đẹp quá ha. Áo màu đen đẹp quá. Này mẹ có này là 300 á. Chị Ly ơi, chị kêu anh. Dạ. 300. Mẹ thấy cha cô
màu đen nó đẹp quá à. Không, mà xanh đen cũng đẹp nữa. Xanh đen hoặc là cái màu. Đây, qua, đẹp quá, đẹp quá. Có đi rồi. Lấy cái đó đi, cái đó đẹp á. À, không, cái con quà đưa đẹp nè. Cái màu đen hồi nãy mình thử hai cái. Đó. Ê, 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 cái hộp hộp này nè, giặt đó. Chị Huệ đã lấy cái đó rồi đó. Nhận mẫu đẹp ghê. Bây giờ ông bà thử đi rồi lấy cho em luôn, lấy cái đó, nếu ông bà mặc được thì em lấy. Cái đó màu là màu. Nó đẹp rồi. Tay rớt. À. Rồi đặt thử luôn đi. Rồi. À, ngoài coi kiến ở đây, coi kiến ở đây. Tại vì không thoải mái mà. Là 2x đó hả? Lấy đi. Hỏi cổ coi cái này có 2x không? Thôi chị gọi chào cái vợ, chị gọi chào cái em cái kém chị. Được rồi, vậy là hai cái. Rồi đó. Đây này. Thoải mái rồi nha. Qua coi kiến đi qua. Hai cái hồi nãy 2x mà. Kỷ niệm mà. Gửi cho nhỏ em. Có chờ xíu con. À bên Mỹ hả? Nhỏ em nó về không được. Chờ xíu nha. Nó về không được, mua cái gì mốt cho. Có gì vậy? Chị vợ em thích thoải mái vậy. Được. Tại vì mà có người khóc quá. Thích thể được rồi, cái màu nó lạ. Ủa Hoàng. Ủa Hoàng, cái màu đen Hoàng có lấy hả? Thích màu trắng mà. Ê Hoàng có lấy màu đen không Hoàng? Vậy cái màu đỏ chị đang lấy hả? Chị vô đây thử, kéo mang đây thử thì nó đỡ hồng lâu. Chị vậy là vợ bông rõ ghê luôn. Không, cái thằng Trung Quốc được cái là selfie nó đẹp. Ủa cái này là selfie ngồi kia hay sao? Cái này là quay hướng sao? Em ơi dắt mèo vô đây đi, từ từ cả bộ. Ê Hòa cũng đẹp đó Hòa. Ê đẹp Hòa, cái nào cũng đẹp hết trơn Hòa. Em mới tím rồi chị Lan. Mới tím là mà nó chói rồi. Thì khi mà mình vô đây đó các bạn, nhiều quá đó là mình lựa cũng khó lắm. Cho nên chị của mình đang phân vân không biết là chọn cái màu nào đó. Đó thì bây giờ á, chỉ vừa màu đỏ với màu xanh, chị không biết chọn màu nào. Nhưng cuối cùng á, các bạn biết không, là cái màu đỏ thì người ta không, người ta chưa có giảm giá. Cái màu xanh lá cây á, thì người ta đã giảm giá rồi, là chỉ còn lại 300 thôi. Còn cái kia vẫn còn giá 600 nha các bạn. Bởi vì nó có hoa văn á, thêu á, và người ta mới đi tìm cho chị một cái màu đỏ mà đã giảm giá rồi. Thì bây giờ chỉ có một cái màu hồng phấn này là rất là đẹp. Nhưng mà cái này thì nó cũng đắt lắm, nó vẫn còn 600-700 á. Nó chưa có, coi như là nó cũng mới ra, nó chưa có giảm giá. Thì chị em mình là chỉ lựa nó cái nào mà vừa đẹp vừa túi tiền thì mình mua thôi. Còn những cái này thì mình không cần thiết, bởi vì ở nhà cũng còn nhiều lắm. Thì cái áo đầm màu hồng phấn này thì chị mình mặc rất là đẹp, nhưng mà vẫn còn giá 600 nha các bạn.
Nói chung chị của mình thì cũng nhiều áo đầm lắm, nhưng mà tại thấy đẹp thì mua thôi, chứ không cần thiết phải mua với là giá cao đâu. Cho nên là khi khác người ta có chương trình khuyến mãi thì mình ghé đến ha. Bởi vì nhà mình cũng gần đây cho nên là mình cứ đi ngang qua lại mình thấy. Mà để ý nha, khi mà shop nào mà đang vắng người nha các bạn, thì chị em mình vô một lát cái đông dày luôn, đông đen luôn. Rồi thì xong rồi, bây giờ mình đã chọn được 3-4 cái áo đầm rồi, bây giờ chị em mình tính tiền nha. Và cuối cùng thì cũng lựa được một người 2 cái, tổng cộng là 5 cái, 5-6 cái chứ. Đó, chị 7 là 2 cái, mình 2 cái, với lại chị 8 là 1 cái. Để dành là mặt Tết chơi cho vui ha, phụ nữ mà. Bởi vậy khi mà Tết hay lễ gì đến đó các bạn, nhà mình á, chị em vui lắm rồi rủ nhau đi ra mua sắm. Đó, là cái về nhà đi đâu cũng đi đông vậy đó ha. Cho nên người ta bước ra đường người ta biết chị em nhà mình liền à. Rồi đi mua sắm cũng đi chung nữa, đi ăn cũng đi chung nữa. Thấy không, hồi nãy mình vô á, cái shop nó vắng vẻ lắm. Rồi bây giờ mình ra thấy shop đông đen luôn ha. Người ta thấy là có màu đỏ. Mình gần quá, vui quá, người ta vô ta mua các bạn. Xin chào tạm biệt mọi người, mình đi về. Về tới nhà rồi mới thấm mệt đó các bạn. Bây giờ phải uống nước chị em. Mua một ly nước trà tắc hả? Trà tắc để mà uống cho đỡ khát rồi mới về tới nhà. Các bạn, mình đi về rồi và mấy chị em mình mua được 5 cái áo đầm nha các bạn. Giá là có nhiều kiểu là nó giảm 50%, còn có nhiều kiểu là giảm 30%. Cũng như mình đã lựa được 3 cái này là cái màu vàng nè các bạn. Các bạn thấy màu vàng đẹp không? Đây, cái giá của nó, gốc của nó là 450 nha các bạn. Đây, cái giá gốc là 450 nha. Nhưng mà khi mà mình tới mình mua thì nó để giảm giá phần này nè, là còn có 300 thôi. Đây, cái này cũng 300 nha các bạn. Ha, hai cái này nó giống nhau, 300. Và đây cũng 300 luôn nha các bạn. Cái này cũng 300 luôn, giảm luôn, 450 giảm còn 300. Mặc rất là thoải mái nha. Cái này mặt hàng này là muslin nha các bạn, hai lớp luôn. Đây là hai lớp ha. Nói chung là mình chia sẻ cái clip này để cho các bạn thấy cái shop này hả, ngay ngã tư Phú Nhuận, mà và mình có quay cái địa chỉ luôn á các bạn. Các bạn tranh thủ ra đó lựa ha, cho mình một hai cái đầm để mình mặc Tết nha các bạn. Tại nó lớn tuổi nhưng mà mình cũng phải đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ thôi ra mình xin kết thúc video nha các bạn. Rồi mình sẽ nghiên cứu để mà làm những cái clip hay để đưa lên chia sẻ cho các bạn xem nha. Và các bạn nhớ ủng hộ và đăng ký cho mình nha. Rồi xin cuối năm chúc các bạn một ngày nha. Và cuối năm nay thì sức khỏe nha, gặp được nhiều may mắn nha. Để bước sang năm mới ha, được nhiều thành công tốt đẹp và nhiều điều may mắn hơn nữa nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau.